Shopee Vlog. Giờ mình có cái món mới mình làm cho các bạn ăn nha. Giờ mình có mua được 6 con tâm hầm và mua 8 con rồi, hôm qua ăn hết 2 con rồi. Giờ mình làm 6 con tâm hầm bự nhất luôn nha. Quay cho các bạn coi tâm hầm nè. Bây giờ mình mới làm cho mấy con tôm chết á. Bây giờ hồi nãy nó còn sống mình làm cho chết, giờ hết 6 con luôn nha. Đó, 6 con tâm hầm bự không? Con nào nấy bự hơn gan mình luôn nè ha. Đó. U 6 con tâm hầm. Hôm nay mình chơi lớn một bữa. Ok, giờ tôm hầm bông này ở Florida, ở chỗ mình ở nhìn đã không? Giờ mình bắt đầu chế biến cho nó nha. Mình lấy một con ra làm tiết canh rồi. Mình quậy tiết mình để sẵn nè. Đây tiết canh nè. Mình quậy bỏ tí nước mắm vô cho nó khỏi đông, giống như tiết canh vịt á. Xong rồi mình sẽ băm thịt nó ra. Băm thịt nó ra rồi mình làm nha các bạn. Nhìn đã 6 con. Giờ mình bắt đầu mình lấy cái con tôm ra nè, mình luộc sơ rồi, mình lấy ra nè. Đó. Mình lấy thịt nó ra xong mình làm tiết canh đó. Thịt này dài mà ngon. Thấy không các bạn, lấy luôn cái thịt này nóng. Giờ người ta làm tiết canh tôm, tiết canh mà nhân tôm sú á, mình chơi mình làm tiết canh tôm hầm luôn, thịt tôm hầm luôn. Bấm này ra nè. Bấm sơ này qua. Cái này lát nữa mình sẽ xào lại một chút nữa. Được, đã. Thịt xớ 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 thôi. Rồi mình bấm sơ thôi, không có cần mầm nhuyễn quá. Giờ mình bắt đầu mình sẽ đi bao cái này luôn, xào cái này cho nó ngon lại. Thấy nhuyễn không các bạn? Các bạn nhìn hai con tôm, tôm đẹp không? Tôm đẹp không? Giờ mình bắt đầu mình quay xào tỏi nè. Tao tỏi một cái. Tao tỏi cho nó thơm nhé. Tôm hồi nãy mình đã trụng sẵn rồi. Trụng sơ qua thôi. Tỏi nó hơi vàng vàng rồi. Giờ mình xào tôm luôn nha các bạn. Mình để dặn lửa nhỏ cho nó vàng chút. Rồi giờ mình bỏ tôm vô nha. Tôm mình xào xong, bằm xong rồi. Ừ,
từ. Ok, tao sơ đi. Xong rồi bỏ tí hạt nêm thôi. Giờ mình không bỏ gia vị hết. Bạn tôm này nó đã ngọt rồi. Bỏ tí hạt nêm cho vừa ăn thôi. Cho tí bột ngọt đây. Rồi xong. Nhìn đã không các bạn? Xào đã không? Rồi sau đó bỏ tí tiêu. Cái này mấy cây tiêu nha các bạn. Rồi xong, nhưng mình đã chín rồi. Đừng có tao nhiều quá nên nó tôm nó không có ngon. Nhìn tắt lửa. Giờ anh quậy tiết bỏ vô nha các bạn. Đó, giờ anh bỏ tiết vô nè. Đã không? Wow, giờ đổ vô đông liền luôn nha các bạn. Giờ đổ vô đông liền luôn á. Rồi con tôm hầm về một con không đủ tiết ha. Đó. Các bạn nhìn tâm mình vừa đổ vô là đông liền luôn nè. Thấy không? Ừ. Đã không? Giờ mình để cho nó xíu nó đông nó đây, giờ mình ra hái vô rau sống với lại chanh này này kia mình vô ăn. Mình cắt thêm tí ớt nữa. Giờ mình cắt ớt bỏ vô nha các bạn. Đó, bỏ thêm tí ớt nữa. Nhìn đã. Bây giờ mình bắt đầu cho các bạn coi vườn rau của mình nè. Đẹp không? Cây chanh quá trời chanh trái luôn á. Bây giờ mình bắt đầu hái mấy trái chanh này vô nha. Hái vài trái thôi. Chắc 3 trái đủ rồi. Cây chanh trái quá trời luôn. Đây rau sống. Đây rau quế nha các bạn. Đạp, lỡ đạp vô bụi hành của ông già. Đây rau quế. Hai ít rau quế vô. Vườn rau tốt không? Đây là cây ớt của mình nè. Ớt trái quá trời luôn. Trái xanh nè. Các bạn nhìn thấy cái xanh 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 là ớt không đó nha. Quá đã. Đây rau húng. Rau húng cũng ngon quá trời luôn. Rồi đây là cái thành quả của mình ngày hôm nay nè. Mình mới làm xong là dĩa lobster rồi. Bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu mình review cho các bạn coi nha. Nhìn cái dĩa đẹp không? Đã quá trời đúng không? Giờ mình bắt đầu cái tâm hầm của mình xong rồi nè. Nhìn thấy đã không? Sâu gần đó nha các bạn. Rất là đã. Đây bên đây là nước nướng bơ tỏi nè. Wow. Rất là đã luôn. Còn đây là dĩa tiết canh của mình. Đó, dĩa tiết canh của mình nè, thấy không? Rất là ngon. Ok, con muốn ăn đó hả? Ok, vậy con ba làm review cho con nha. Ok, giờ để ba lột cho ăn thử nha. Xin qua.
bên kia. Ok, muốn ăn nào? Nướng ba tỏi ha. Ok, hay nướng ba tỏi cho tôi ăn. Ok, thấy sao? Mời các bạn nha. Rất là ngon, nó ngọt mà dai lắm. Giờ nên thử cái canh nha các bạn. Mời các bạn nha. Rất là ngọt luôn các bạn. Cái canh mâm hồng rất là ngon. Giờ nè, nhờ ba thử làm thử miếng sâu gừng cho ngăn thử nha. Ok, ba lọc miếng sâu gừng cho con thử nào. Dập miếng sâu gừng rồi, thấy nào ngon? Cái này ngon hả? Sâu gừng ngon hả? Đã vậy phải không đó? Cho ăn thử coi. Mời các bạn nha. Sâu gừng nè. Ngon không? Ngon mà nó đã vị luôn. Nó ngọt. Mai mốt một tôm hùm nè mà làm kiểu rồi cũng ngon lắm. Các bạn thấy tôm hùm mình xào gừng cũng ngon mà làm nướng ba tỏi cũng ngon, rồi làm cái canh cũng ngon. Rồi mai mốt mà các bạn mà có cái gì mà làm á thì vô cái kênh của mình cho cách làm cái canh nha. Giờ mình tạm thời cắt dừng cái clip ở đây cho vợ mình ăn nữa. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ coi kênh của mình xong rồi nhớ đăng ký và share cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye con. Bye bye.